Ok, để mà chuẩn bị vẽ không chân mày thì các bạn sẽ cần một bút chì, một kích thước và giấy A4 nhé. Thì đầu tiên thì khoảng cách giữa hai đầu chân mày sẽ là từ 2 cho tới 3 cm. Chính các bạn có thể chỉ cần để kích thước này kéo thẳng xuống lên một đường và kéo lên lên một đường. Thì hiện tại bây giờ cái khoảng cách ở giữa này đang có nó là 2 cho đến 3 cm, có nghĩa là khoảng cách giữa hai chân mày ha. Rồi sau đó mình sẽ vẽ một cái đường thẳng từ trái sang phải như vậy. Rồi, từ điểm trên này xuống các bạn cứ lấy đúng một 1 cm, và bên này cũng vậy ha, 1 cm. Đó, sau rồi các bạn sẽ đặt ngang những cái điểm nối này lại với nhau. Từ điểm đầu cho tới đầu chân mày cho tới đỉnh chân mày sẽ là 3. Ok, 3 rưỡi. Đầu đến đỉnh sẽ là 3 rưỡi và tới đuôi nó sẽ là 2 rưỡi. Từ đỉnh tới đuôi sẽ là 2 rưỡi. Đó, các bạn sẽ đánh dấu nó xuống như vậy hết. Xem tính từ bên sang bên này cũng vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ nối điểm này từ đầu cho tới đỉnh. Nhít lên đây 1 mm ha. Lật lên qua đây 1 mm. Và hạ đuôi xuống đúng mức điểm ngang này. Ok. Ok, sau đó các bạn sẽ xoay ngang cái giấy này và ôm từ cái điểm bụng này, mình sẽ bắt đầu miếng. Mình bo điểm bụng nha. Đó, xuống điểm đuôi. Và từ đỉnh này, mình bo từ điểm bên này. Mình đi qua đây một tí. Được chưa? Sau đó mình ôm xuống. Và kéo ra, gặp đuôi, đây. Kéo hạ xuống đây khoảng 0.5 mm rồi. Nó có cái độ vắng một tí ở cái phần đỉnh. Qua đây. Ok, sau đó mình sẽ chùi đi những cái điểm không cần thiết. Rồi sau đó các bạn sẽ lấy cái gôm các bạn chùi đi những cái nét không cần thiết ha. Cái nét không cần thiết này. Xong đó bo lại, dùng bút bo lại cho nó mượt. Mình sẽ đưa khung thế này. Rồi cái khung thứ hai mình sẽ làm nhé, là mình sẽ hạ phần đuôi xuống khoảng 3 mm. 3 mm. Đây, nối. Nhích qua đây một tí. Hạ lên 1. Mình hạ từ đỉnh xuống. Ok. Khoảng cách từ đây tới đây nó là không. Đây là 3 mm. Ok. Ngón nhận. Rồi đỉnh nối. Mình cũng từ bụng. Từ bụng này. Rồi từ đỉnh hôm qua. Các bạn có điểm rồi thì erase những cái điểm không cần hết và sau đó mình sẽ đặt điểm good. Ok, kế tiếp mình sẽ làm trên bài sách nhé. Vậy thì từ đây là điểm 1. Thì cái đuôi của mình nó sẽ nằm ở đây và sách của mình nó sẽ là sách lên khoảng 3 mm. Vậy thì đuôi mình sẽ kết ở đây ha. Rồi, nào thì mình sẽ nối. Một tới đỉnh này. Lệch 1. Lệch qua đây.
Đó, và trên bàn set nó sẽ nằm ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bó nhé. Ôm từ bụng. Nha, quay một tí. Rồi sau đó các bạn chưa cung đi. Sao lại kéo lại? Đây là cách học của những cái cơ bản nhất nhé.